Ngọt ngào hả? Dạ. Trước tiên xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Chào bạn nữ bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hôm nay. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Trung, năm nay em 28 tuổi. Quê em ở Thái Bình, nhà em hiện tại đang ở Đắk Lắk, đang công tác tại Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3. Hiện nay em làm chức vụ gì trong đó? Hiện nay em vẫn đang làm trung đội trưởng. Quân hàm của mình là? Dạ thượng úy ạ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi con, cho anh trung đội trưởng ảnh nghe. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân. Chào quý khán giả đang có mặt tại trường quay và quý khán giả theo dõi truyền hình. Chào bạn Nam. Tên đầy đủ của con là Hờ Lê Na Nie. Con là người Ế Đê. 22 tuổi, quê em ở Đắk Lắk, đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, mới có 22 tuổi thôi Linh à. Trời ơi, còn nhỏ chút xíu. Nhỏ lắm. Bên đây cũng còn nhỏ, 28. Em trai, em có những cái ưu khuyết điểm gì giới thiệu cho bên kia nghe đi. Đối với ưu điểm thì em là người hiền, dễ gần. Em không biết uống rượu, ít đi chơi. Thứ hai nữa là người cũng hay trầm tính, cũng không hay nóng tính lắm. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi con. Con thì ưu điểm của con là hát tốt và yêu trẻ con, thích đọc sách. Dạ. Con có khuyết điểm gì? Khuyết điểm của con là hậu đậu. Hậu đậu. Mù đường. Con có hay nóng giận hoặc là ghen tuông gì không? Con chưa yêu bao giờ nên con không biết là con có ghen hay không. Rồi, em trai em có mấy mối tình rồi? Dạ, trước đây em trải qua một mối tình. Một mối tình lâu không? Dạ, cách đây cũng 4 năm là thời em mới ra trường. Yêu nhau bao lâu? Dạ, yêu nhau được 5 rưỡi ạ. Tình trường hai bạn thì cũng mới thôi, không có gì hết. Bây giờ bên đàn gái nè, mình muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, thưa chú, là người yêu lý tưởng của con thì về ngoại hình là chiều cao là từ 1m75 trở lên. 75 trở lên được hả? Dạ, tại con cao cỡ 1m65 mà con đi dạy là con mang giày cao gót thì con cũng gần 1m7 rồi. Dạ. Em trai cao mét mấy? Dạ, em cao 1m73. Thiếu 2 phân không sao hết, đi giày động 2 phân đúng trong rồi. Cái ngày lễ thành hôn là rồi. Được rồi. Còn gì nữa con? Dạ, về ngoại hình là chỉ như vậy, còn về tính cách thì con thích người điềm đạm, bao dung và chân thành. Con có thích bạn trai có một khuôn mặt đẹp trai không? Con chỉ quan tâm chiều cao thôi, còn khuôn mặt thì sao cũng được. Vậy hả? Mặt bên sao đây cũng vừa được. Có vừa chiều cao mà vừa có sự đẹp trai nữa. Thế còn bên đàn trai hình mẫu lý tưởng của mình như thế nào? Mẫu bạn gái lý tưởng thì có vẻ bề ngoài thì vừa nhìn. Có răng khăn để có nụm má đồng tiền thì càng tốt ạ. Để qua coi bên đàn gái có má lúc đồng tiền không nha. Chào đàn gái. Cũng có nhỏ nhỏ chút xíu. Mắt to, mặt xinh, tóc đen như gỗ mun. Cái bạn này là lạ, người ta ở trên đó là cái da ta ngâm đen, có mình bạn này da trắng à. Không, nói chung là đàn trai qua thấy đàn gái hơi bị ưng đó nha. Hơi bị được, tôi nói cho ông biết, tôi hơi ưng đó nha. Tay tôi nè, tay tôi ạ, tôi nghĩ. Đàn trai cũng mắt cũng đẹp lắm à, lông mi dài sọc luôn á. Cái cặp này mà lấy nhau là xanh con là đẹp lắm luôn à. Trời ơi, cái chú bên đây đó, cái lỗ mũi chú cao, mà có đôi mắt của chú cũng to, da của chú ngâm đen. Chính là chú này giống người miền núi hơn là cô này. Người ta bộ đội. Dạ em là đơn vị đóng quân ở Tây Nguyên mà. Ừ, Tây Nguyên mà. Nói giỡn vậy thôi nhưng mà tôi cũng ưng ạ. Mắt đàn trai cũng đẹp, bên đàn gái cũng xinh. Hợp tình, hợp lý. Bây giờ mình hỏi coi gia đình đúng hai rồi. Bên góp ý để thế nào mình thôi. Mình dành cái thời gian đúng cho rồi. Các bạn tìm hiểu nhau nhiều hơn. Đúng rồi. Rồi, con đi với ai? Dạ, con đi với bạn thân của con. Dạ, lời đầu tiên thì con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và tất cả các khán giả đang trong trường quay cũng như là đang xem qua màn ảnh nhỏ.
Dạ, con là bạn thân ở đại học của Lena. Theo mình nhận xét á, thì anh bên đây là do đang hơi căng thẳng chút xíu thôi, nhưng mà cảm thấy là anh cũng khá là chân thật và nghiêm túc và chín chắn của đặc trưng của người bộ nội. Với lại Na không thích uống rượu thì anh không có uống rượu là một ưu điểm rất là tốt, và anh không có tức giận là chắc là sẽ là bao dung cho cái sự hơi vướng bệnh của Na chút xíu. Thành ra con nghĩ là có vẻ là cũng sẽ hợp với bạn Na. Nào, con thấy anh đẹp trai không? Dạ, theo gu của con thì đẹp, còn theo Na thì không biết, tại nhiều khi Na gu lạ lắm. Gu lạ hả? Rồi để ngồi coi gu của Na làm sao. Còn em dạ, hôm nay để về chương trình thì có cấp trên của em. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh, xin kính chào quý vị khán giả, chào bạn Lena. Tôi là Nguyễn Văn Giáp, là chính trị viên phó tiểu đoàn của đồng chí Trung. Vâng, nói về đồng chí Trung thì là một con người nhiệt tình, trách nhiệm và rất tình cảm. Cái thuận lợi thứ hai nữa là đồng chí Trung hiện tại là công tác ở Đắk Lắk, ở ELEO, và hiện tại nhà của đồng chí Trung là cũng đang ở Đắk Lắk. Là một điều hết sức thuận lợi cho hai bạn. Qua nghe bạn nói chuyện thì bạn rất dễ thương và rất dễ gần. Thì mong sao hai bạn cho nhau một cơ hội để tiến đến một cái gì đó nó cao hơn và xa hơn. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình nhé. Rồi, mở rào thôi. Mở rào. Rồi đó, hai bạn trẻ nói chuyện đi. Không gian này là của các bạn đó. Chào anh. Anh chào em. Để chương trình anh có món quà tặng em. Em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Anh cảm ơn. Dạ, anh cảm ơn. Cái này là em tự viết thư pháp rồi em tặng chữ An cho anh. Cũng mong muốn anh có một cái cuộc sống luôn luôn được bình an, hạnh phúc. Anh cảm ơn. Còn ý nghĩa em tặng cái món quà kia em làm thế nào em nói cho bạn gái biết luôn đi. Rồi, rồi viên đạn này là đặc trưng của bên quân đội em ạ. Trái đó. Tim nữa, rồi có nhiều đạn nữa, đạn lớn có, đạn nhỏ có. Muốn đạn nào có đạn đó. Bây giờ mình giao lưu, mình hát bài cho nó không khí cái đi. Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay thì con muốn tặng cho những quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như là bạn và cô chú một bài hát bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của con. Cái bài đó tên là Clay Mị Ma Khắp, có nghĩa là điều ba mẹ yêu. Nội dung của nó là nói về tình cảm của ba mẹ dành cho con cái, mong con cái mình có một cuộc sống tốt. Và ở trong bài hát nó cũng gửi gắm cái lời cảm ơn của đứa con dành cho cha mẹ của mình. Naka tum lai khap mi ma sa plu kan tum thao ngak lai ter nga rai bek lai khap mi ma prong lam ti tui thao ka klai khap mi se no krong ngai dap klai khap ma se nak ne kuin de mi ma tu klai nap let lan kan tum nga rai. Ngọt ngào hả? Bây giờ hai bạn cảm nhận về nhau thế nào lần đầu tiên gặp mặt đó? Dạ, đối với em thì cảm nhận bạn gái bên kia là rất là xinh xắn. Thứ hai nữa là cao, đúng với mẫu người lý tưởng của em ạ. Với lại thứ hai nữa là cũng mang đặc trưng của người Tây Nguyên. Em rất thích những người hát Tây Nguyên, kể cả bạn trai, bạn gái là. Thứ hai nữa là nhìn bạn gái bên kia cũng rất là tươi. Em nhìn tươi không cần tưới đúng không? Dạ. Còn bạn gái, bạn cảm nhận thế nào về chàng trai này? Nhìn anh Trung thì em thấy hiền, có hơi rụt rè chút xíu, nhưng mà cũng khá là giống với hình mẫu mà con muốn. Cho anh hỏi, nếu mà sau này về, nếu mà công tác, em có công tác về chỗ nhà Đắk Lắk? Em thì mong muốn là sẽ về quê để dạy học. Thì anh năm nay cũng 28 rồi, chúng ta có thể tiến xa hơn, có thể là 1 năm hoặc 2 năm. Nếu được thì khoảng 2 năm. 2 năm là tròn 30. Nhưng cái phong tục người Ế Đê đó là có gái đi cưới con trai hay con trai cưới con gái? Dạ, theo phong tục của dân tộc con thì là con gái cưới con trai. Con gái cưới con trai khỏe là khỏe, khỏe khỏi lo gì hết. Sinh lễ con thường là tối thiểu là mấy cặp trâu? Con thấy chị con cưới thì hình như là có một con trâu, một con heo, tiền.
vàng, ý là đi cưới chồng á. Đàn gái đem quà đúng không? Dạ đúng rồi. Ý là đàn, đó là đàn trai yêu cầu bao nhiêu đó. Thôi yêu cầu hai con trâu, hai con heo, hai con bò, lâu lâu mới được lên lần đó em. Trời ơi, đó giờ bạn mới hòa gần như cặp đôi đầu tiên bên đàn gái đi họ đi cưới đàn trai đó. Đòi em. Dạ đối với em thì cũng không cần yêu cầu gì nhiều ạ. Không cần, người ta đi tới mà mình nhận đi chứ, không có nhận đâu có yêu được. Tiền đàn gái đi khoảng nhiêu con cũng không rõ nữa, cũng tùy nhà trai à. Có nhà trai thì là 30, có nhà thì 50. 50 triệu á hả? Trời ngon ta. Nhà trai có quyền đề nghị. Lên chút xíu thôi. Mà thí dụ như trong trường hợp mà nhà trai đề nghị ngược lại thì sao? Có nghĩa là bây giờ để cưới cô gái này, nhà trai sẽ tặng cho nhà gái là bao nhiêu đó thì là có được không? Không có lực đó, không có lực đó. Có bị trái phong tục không con? Trái. Trái phong tục. Con nói đi, dạ, ví dụ như không sao ạ. À. Không sao, được nhận đúng không? Dạ được. Ai nói không sao, trời phong tục nó phải ngược lại không được đâu. Tham quá, ông tham quá. Phải tham mà cái luật lệ người ta rồi. Nè, nhà trai mà hốt được cô này là lời dữ lắm thôi, rồi. Thôi có nhiều nhận nhiều, 50 dương heo dương bò dương trâu đúng không? Và nếu mà mình nhận tiền đấy sau này cũng là của hai đứa. Đúng rồi, của hai đứa luôn mà. Trời tôi mừng quá. Đàn ông đi qua gọi là được cưới đó thì đàn ông đem theo gì con? Mang cái thân theo thôi. Cái thân thôi chứ chưa. Bán thân đó. Ý phải chứ đem, còn gì nữa. Đem thân qua thôi. Thì làm vậy đó, bán thân đó. Đâu bán. Nhưng thân mà... ta cưới. Giờ chị hỏi nè, ví dụ đi trong đầu em giống như là hoặc là trong đầu của ba mẹ em vậy, khi mà em lấy được một người vợ thì ba mẹ sẽ cho cái người vợ hoặc là cho con của mình đó là bao nhiêu, cho miếng đất nào không hay là? Dạ do bên em là con út trong gia đình. Con út thì dạ. Giờ có sẵn gì rồi? Dạ có rẫy có nhà rồi. Hai đứa lấy nhau là được cặp trâu với 50 triệu bên đàn gái được. Ai đăng ký lấy vợ đề gặp tôi nha. Khỏe re. Có 50 chai, con bò con heo. Nhưng bầy gà muốn đòi nhiêu được nhiêu. Trời khỏe quá ta. Không vậy được ha, cái cặp này vậy là chưa gì là có của dữ lắm rồi đó. Của bên đàn trai, của bên đàn gái đó. Bây giờ là em muốn nói điều gì trong tận trái tim của mình với cô gái đối diện đi. Sau đó mình tiến hành, mình bấm nút thôi. Chứ giờ đúng mình rồi. Lo tôi đang chờ vụ heo với bò xong hết rồi. Được hết rồi. Sau này nếu mà hai đứa có ý định tiến xa hơn thì em xin hứa thì sau này sẽ chăm sóc và đùm bọc bạn gái nghe. Lena nói gì đi, tiến xa hơn em sẽ cưới anh. Nói đúng thủ tục người ED đi. Nếu được thì em sẽ đi cưới anh. Trời ơi. Anh cảm ơn em. Phải câu này nhất luôn. Nếu được em cưới anh thì anh cũng sẵn sàng cưới em. Rồi về chỗ đi. Chúng ta để tay vào nút bấm nha, quyết định nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3, 2 và 1. Hết thời gian. Trời ơi. Lo dữ hết trời. Hai. Chúc mừng hai đứa. Rồi tay coi như là rung hết trơn. Bây giờ nắm tay thật sự nè. Nào, bây giờ xin phép thủ trưởng gia đình đi. Cho mình hôn bằng cái đi. Dạ em xin phép bên đơn vị, xin phép gia đình và xin phép toàn trưởng quay ngày hôm nay cho em xin phép được. Xin phép toàn thể nhân loại cho tôi đặt cái hôn đầu đời trên cái gò má của bạn gái tôi. Ô phong tục người ED là... Thôi mình đi cưới chồng mình hôn đi. Đúng rồi đó. Cỡ quá tục... đi. Mình hôn đi. Người ED nói là em yêu anh là nói tiếng ED nói sao? Câu khắp y. Khắp hợp y. Thôi ông nói tiếng kinh đi. Thôi anh yêu em yêu anh nói đại giờ là mệt quá. Rồi đó nè, rồi chủ động đi nè. Bắt đầu nè. Đẹp quá, cưng quá thiệt á. Cặp đôi này dễ thương lắm á nha. Đi nha, lẹ lẹ nha. Dạ. Có gì rủ tụi anh lên đó nha. Dạ dạ. Ai yêu nhau thì buông thuộc, có thuộc bài đó không? Dạ thuộc. Đâu hát thử rồi, 2, 3. Ai yêu nhau thì để buông thuộc. Rồi, đây là chiếc vé xem phim gửi tặng cho các bạn cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn nhận được một món quà dễ thương từ mạng xã hội Mocha. Đó là cặp áo màu tím mang thông điệp gắn bó dài lâu. Các bạn hãy gọi điện nhắn tin để cùng thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù xa cách mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Dễ thương quá à. Không lẽ tôi đứng tôi cưới luôn cặp này luôn á.
Cái gì? Làm sao ông cưới luôn cặp này hả? Đúng, tôi cưới cho cặp này. À thì ông phải nói rõ chứ, ông cưới luôn cặp này là ông là phân nửa đó, lưỡng tính đó. Đi hung cái nữa đi, kệ. Lại cơ hội làm luôn. Hung cái, vô, mạnh lên. Đó, trời ơi. Rồi đi đi, dắt tay đi. Dễ thương quá à. Trời ơi, cặp nó dễ thương thiệt luôn á. Cặp này mà sanh con là con đẹp lắm.